những màn chọc chó bá đạo được camera quay lại. Pintop xin chào các bạn nhé. Có bạn nào đây đã từng tụm 5 tụm 7 xong rồi chọc chó chạy té khói thục mạng hay chưa? Cái cảm giác lúc đấy nó sợ kinh khủng khiếp, thót cả tim ra ngoài. Tuy nhiên cái gì càng sợ thì càng thích. Không thiếu những trường hợp trêu chó bá đạo khiến người chơi cười trong đau khổ, còn người xem thì có dịp cười nghiêng thùng đổ nước. Không đợi lâu hơn nữa, hãy cùng chiếc camera nhà Pintop quay lại những khoảnh khắc hài hước ly kỳ nhất ngay sau đây nhé. Bắt đầu thôi nào. Cuộc đua với chó. Hãy khai thật đi, bạn đã từng chọc chó rồi sau đó vắt chân lên cổ mà chạy té đái hay chưa? Nếu đã từng thì hãy chia sẻ lại cảm xúc ngay và luôn cho tụi mình chung vui nhé. Tuy rất sợ nhưng lại rất thích. Đủ trò bá đạo được mấy thanh niên tung ra nhằm thách thức sức chịu đựng của mấy chú chó. Và kết quả bi hài như thế này đây, hãy cùng xem nhé. Mấy thanh niên chẩu này dạo quanh một vòng đánh hơi xem nhà nào có chó. Đây rồi, thiên thời địa lợi nhân hòa, rất thích hợp cho màn chơi lần này. Đi qua đi lại thăm dò. Ôi, có cả đàn chó giữ, chuẩn bị đồ nghề mũ bảo hiểm các kiểu con đà điểu để bắt đầu cuộc đua ai chạy nhanh hơn chó thôi nào. Mấy anh khởi động bằng màn lùa nhẹ nhàng, thăm dò đối thủ, sau đó là màn rượt đuổi chạy té khói. 1, 2, 3, chọc rồi chạy. Úi dồi ôi, xém chút nữa là bị đớp thẳng cẳng luôn rồi. Được, hào án, hào án. Tuy nhiên, cuộc đua vẫn chưa dừng lại khi mà cả nhóm 5 anh em siêu nhân ra trận cùng lúc. Để xem ai là người bị bỏ lại phía sau nhé. U là trời, chạy xúc quần luôn kìa. Có vẻ như mấy thanh niên máu liều nhiều hơn máu não. Thích thì nhích, chứ chẳng màn đến nguy hiểm. Rượt đuổi kiểu này có ngày ngã sấp mặt, hàm ơi ở lại răng đi nhé. Xui hơn nữa thì bị chó cắn thì xác định ăn dằm nằm dề cả tháng trời. Khó khó khó, chết mẹ mày rồi con. Bởi vậy vui thôi, đừng vui quá nhé các bạn ơi. Đắp chân cho chó. Trong quá khứ thì chắc có lẽ ai cũng có ít nhất một lần là kẻ thù của những chú chó đúng không nào? Nhìn mấy con chó sủa gâu gâu, nhè hàm răng hung dữ là vậy. Tuy nhiên, nó chỉ được cái mã bề ngoài dọa người là giỏi, chứ thực ra bên trong mỏng manh dễ vỡ lắm các bạn ạ. Không tin thì xem đây. Trong lúc đang say sưa giấc nồng tận hưởng những giây phút thư giãn sau những giờ canh nhà vất vả, thì hỡi ơi, từ đâu bóng đen bao trùm? Wow, tôi nhớ là tôi chỉ nhắm mắt một xíu thôi mà sao trời tối đen như mực rồi ta? Hóa ra chuyện không phải là như vậy. Anh chàng nghịch ngợm kia nhanh trí sưởi ấm cho chú chó bằng cách phủ chăn kín toàn thân. Chú chó giật mình trong cơn hoảng loạn chạy loạn xì ngầu, chân nọ đá chân kia. Ôi dồi ôi, còn mất phương hướng lăn quay túi bụi nữa kìa. Vật vã đến mấy chú chó cũng chẳng thể tự thoát khỏi ra đống bụi nhùi này. Còn mình ở đây thì được dìm cười nghiêng ngả. Úp sọt chó. Nạn nhân tiếp theo của màn trò này chính là những chú chó quê hung dữ. Nếu như ở thành phố các bạn toàn là nuôi chó cảnh hiền lành dễ thương, thì dưới quê mình thường nuôi chó cỏ nhỏ mà nhanh, chó bé xê to mà dữ. Chính vì vậy nỗi ám ảnh mang tên sợ chó khiến mình không dám qua nhà hàng xóm chơi luôn ấy. Tuy nhiên, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Chỉ cần nắm được điểm yếu sau đây thì bạn hoàn toàn có thể đảo ngược tình thế nhé. Miễn sao đừng có nghịch dại, đuổi chó như mấy thanh niên ở trên là được. Bạn thấy gì không? Trong lúc hai con chó, một nằm một đứng đang thản nhiên nhìn trời nhìn đất nhìn mây, thì đằng sau nguy hiểm đang rình rập. Anh chàng chuẩn bị sẵn cái hộp to trà bá lửa, rình mò theo sau. Anh nhắm mục tiêu con đứng không được thì quay sang con nằm liền. Ú à! Anh trai úp thẳng cái hộp vào thân con chó. Một mũi tên trúng hai đích, cả hai chú chó giật mình táo hỏa phi như bay. Nếu là mình thì chắc rớt thêm ra ngoài luôn rồi. Biểu cảm của cả hai thật là mắc cười. Mày là ai? Tao đang ở đâu? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Đùa xíu thôi mà hai anh này căng quá, chưa kịp định thần lại luôn. Tiếp tục với lối chiến thuật độc đáo này, các con chó khác cũng nhận về cái kết bi hài không kém. Rớt nước mắt, tâm lý chung đều sợ hãi hoảng loạn, nhanh như cắt chạy đi thật xa. Cách chơi này cũng rất là hài hước và thú vị đấy chứ. Còn bạn thì bạn thấy sao nào? Bị chó lùa. Trải qua biết bao nhiêu nồi bánh chưng rồi mà mình chưa thấy trường hợp này bao giờ. Không chỉ có người lớn gan dạ đi chọc chó mà ngay cả những đứa con nít cũng tí ta tí tái không tưởng nhá. Nhân lúc có bạn có bè, mấy đứa trẻ rủ nhau làm chuyện hãi hùng. Cũng hóng hớt lắm cơ, tụm 5 tụm 7 đu từng rào ngó nghiêng xiên xỏ. Để xem có cái gì bên trong mà lại thu hút sự chú ý của mấy em nhỏ đến như thế nhá.
1, 2, 3. Thật không thể tin được, chú chó nhanh như chớp lao từ tường rào ra đường. Mấy đứa nhỏ vội vã chạy bán sống bán chết. Không may chú chó đã nhắm nước một em nhỏ mà lao tới cắn xé. May mắn là chủ nhà sau đó đã lao ra kịp thời ngăn cản. Nếu không thì một mình em nhỏ sao chống lại được độ điên của con chó dữ kia. Sau lần này chắc mấy đứa nhỏ sợ kinh hồn bạt vía, lần sau xin chừa luôn quá. Chọc chó trời mưa. Môn thể thao mạo hiểm nhất là đi trêu chọc chó đấy các bạn. Điển hình là cái cảnh bốn cậu bé bỏ chạy té khói sau khi trêu chó của một nhà dân khiến cộng đồng mạng không khỏi bật cười. Hình ảnh ghi lại được cho thấy rằng dù trời đang mưa nhưng mà bốn cậu bé này vẫn đứng trước một nhà dân rồi giả tiếng chó sủa để mà trêu chó. Hành động nghịch ngợm này ngay sau đó đã phải trả giá khi mà con chó bất ngờ lao ra truy đuổi. Ngay lập tức bốn cậu bé đã phải bỏ chạy thục mạng. Chết mẹ bị dính bẫy rồi. Sau khi đoạn clip này được đăng tải, ngay lập tức nhận được sự quan tâm chú ý từ phía tất cả mọi người. Hầu hết cư dân mạng đều không khỏi bật cười trước hành động của bốn cậu bé trên. Ôi, tuổi thơ của tôi nhớ quá, dữ dội chưa? Còn ưỡn ngực thách thức nữa mới ghê chứ lại. Trò chơi mạo hiểm của tuổi thơ đây rồi. Đây là những câu bình luận được cư dân mạng để lại. Cô bàn chân lặng lẽ. Dùng hổ giả chọc chó. Tiếp theo là màn trêu chó đi vào lòng đất. Chẳng cần phải cái gì quá dữ dội, nhẹ nhàng êm ả như vậy mà sóc đến tận óc đấy nhá. Thế mới gọi là thâm, chỉ cần một con hổ hay là sư tử giả, đảm bảo chú chó nhà bạn phải sợ xanh mắt mèo. Nhìn đây nhá, nhân lúc con chó này đang nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, bất thình lình quay lại. Giật mình, ôi dồi ôi cái quần què gì đây? Trời ơi cái quần què gì vậy bà? Nhìn thấy nhân vật không mời mà đến, con chó chạy thục mạng đâm luôn vào cổ điện. Cũng giống như vậy, chú chó này đang ngồi lặng lẽ nhìn đời, ai dè phía sau hổ ta xuất hiện. Chú chó cũng sợ mất mật mà chạy té khói. Chạy càng xa càng tốt, trời ơi sợ quá. Có thể nói tất cả những màn chọc trên đều khiến chúng ta cười nghiêng thùng đổ nước. Nhưng mà những chú chó lại được một fan hồn siêu phách lạc. Ta nói cười người hôm trước, hôm sau người cười. Chú chó ăn miếng trả miếng chọc chủ nhân suýt chút nữa là vĩnh biệt cụ luôn. Hãy cùng xem đây. Trêu chó bị chó cắn. Đấy đấy, không phải ai cũng may mắn như những trường hợp mình kể vừa trên đâu. Nhiều người còn chưa kịp chọc thì đã bị chó xử đẹp rồi các bạn ạ. Hãy nhìn xem, anh này đang quay mông lại mặt chú chó đung đưa theo điệu nhạc nhằm chọc tức trêu người. Còn chưa kịp vui thì con chó này mau chóng cắn tụt cái quần. May hả bưởi? Khó, chết mẹ mày rồi con. Còn đây, nhân vật mới lượn lờ vài vòng còn chưa kịp nóng thì đã bị chú chó lao vào cắn xé túi bụi, khóc không thành tiếng. Bởi vậy, không phải là màn trêu chọc nào cũng thành công mỹ mãn, ngược lại là rước họa vào thân đấy nhá. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động, chứ cái kiểu tay nhanh hơn não thì có mà... Mà gì các bạn biết rồi đấy. Nhân viên y tế chọc chó. Đây là hình ảnh một nhóm các nhân viên y tế mặc trang phục bảo hộ di chuyển vào con ngõ để tiến hành khử khuẩn. Có lẽ do nghe tiếng chó sủa, hai anh chàng trong số đó liền rẽ vào ngách nhỏ bên cạnh, sau đó trêu đùa với chú cún đang bị nhốt trong chuồng. Mặc kệ con vật đang sủa không ngừng, hai người này liên tục cúi người, giơ tay lên, tỏ ý chọc ghẹo một cách thích thú. Gần cuối clip, khi mà nhiệm vụ khử khuẩn ở khu vực này đã xong, một người vẫn cố quay lại để mà nhìn cún cưng lần nữa. Khoảnh khắc dí dỏm này được chia sẻ dần dần. Các thanh niên này vô cùng trẻ trung, dễ thương. Khi đi làm việc cũng không quên tìm trò để thư giãn. Cũng nhân đây, không ít người đã gửi lời cảm ơn cùng những lời chúc sức khỏe đến lực lượng chống dịch. Hay ở một trường hợp khác, xuất hiện trong clip là cảnh nhân viên y tế chống dịch hí hửng chọc chó của nhà dân. Mặc dù có đến 3 con chó, nhưng có lẽ do thân hình của chúng khá nhỏ nên anh chàng tỏ ra vô cùng vui vẻ, không hề lo lắng gì. Tuy nhiên, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chỉ ít giây sau, nhân viên y tế chống dịch đã phải chạy té khói, vừa chạy vừa nhảy cõng cả lên để tránh bị nó đuổi. Theo dõi khoảnh khắc thú vị này, đông đảo dân mạng đều để lại bình luận dí dỏm, cho rằng anh chàng này thật là đáng yêu và trẻ trung, đi làm cũng phải tìm cách để mà giải trí chứ. Tuy nhiên, chàng trai nhân viên y tế này đã chọn cách thư giãn có phần sai, vì số cún cưng này không hề hiền một chút nào, sẵn sàng đuổi theo đối phương một cách nhiệt tình đấy nhá. Vâng, sau khi các bạn đã cùng Pintop điểm qua hàng loạt những màn chọc chó bá đạo nhất quả đất, thì các bạn ấn tượng nhất với màn trêu chó nào? Hãy để lại chia sẻ phía bên dưới cho kênh của chúng mình nhé.
Còn bây giờ các bạn cũng đừng có quên là hãy like, share, subscribe và nhấn luôn cái chuông để theo dõi ủng hộ YouTube Bitalk. Xin chào và hẹn gặp lại!